Toàn ngắm thịt thôi, bên này còn có bưởi mà ngắm. Quay hình
này thôi. Còn thì nó 100% là nó sẽ mọc. Đâu em mua mà. À mua à? Cái này 5 nghìn nữa hả? Ừ, 5 nghìn nữa. Quá lâu không gầy hết rồi.
Bán hết không? Không đủ bán em phải để dành ấy. Dành một khoảng mang về ăn ấy. Mang về cho anh bộ anh ăn thử không em bán hết. Một bộ nhé. Vâng. Anh nấu xương mang à? Ừ, đang ninh xương đấy. Sắp chín chưa? Sắp chín rồi, chờ em về là ăn thôi. To thế. Quả to nhất trong cái bụi quả này. Nè các bác cứ bảo là cái quả này nó không ngon ấy. Nó vỏ không nhiều. Cái dầu nó bỏ cái trong hồng đấy nhỉ. Thơm á. Quả này thơm thật đấy. Thơm đi. Sương ngon lắm. Anh ăn đi. Ừ.
小管子。